Chào các bạn, tôi là Quân, còn bên cạnh tôi là đồng chí Đạt. Chúng tôi hôm nay thuộc đội số 2 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2019, chúng tôi có chuyến hành quân đầu tiên trong ngày đến với gia đình của anh Đăng ở Cổ Lễ Nam Định để khảo sát thiết kế cho anh một cái ngôi nhà vườn mái Thái theo phong cách tân cổ. Vâng, mời các bạn cùng theo dõi quá trình khảo sát của công ty chúng tôi nhé. Chào các bạn. Chào bạn, mời các bạn cùng ngắm cái cung đường về nhà anh Đăng ở Cổ Lễ Trực Ninh, Nam Định. Đây, chúng tôi đang đi trên con đường quốc lộ 21B và bên tay phải tôi là dòng sông Hồng, thưa các bạn. Rất là khó, ở đây là bên triền đê, không thể nhìn được. Các bạn ngắm qua về thị trấn Cổ Lễ nhé. Vâng, cũng có vẻ khá sầm uất đấy các bạn ạ. Ở đây là xi măng Long Sơn, một thương hiệu cũng khá nổi tiếng đấy. Vâng, mời các bạn tiếp tục theo dõi cái video khảo sát hiện trạng như bay và lái cam lên cao để kiểm tra yếu tố phong thủy của mảnh đất của nhà anh Đăng nhé. Chào các bạn. Tôi đang có mặt ở phong thủy ở nhà anh Đăng. Thì hiện tại anh đang dự kiến xây dựng một ngôi nhà vườn mái Thái ở trên mảnh đất này, thì tôi sẽ quay qua cái khuôn đất của nhà anh Đăng nhé, sẽ mô tả khuôn đất của nhà anh Đăng. Thì hiện tại khuôn đất anh dự kiến xây dựng khoảng gần 200 m², với một chiều là từ vị trí của anh Đạt đang đứng đến kia là 16 m, và từ vị trí này vào trong này là 12 m. Hệ thống cấp điện sẽ nằm từ sảnh chính của ngôi nhà sẽ là hướng nam, còn một sảnh phụ sẽ là hướng ra đường hiện tại đây. Thì hệ thống cấp điện sẽ được cấp từ bên tay trái của ngôi nhà, cấp nước cũng ở bên tay trái và thoát nước ra hẳn một cái ao ngoài kia. Đây, hiện tại thì trên nền đất thổ này cũng được khoảng 70 năm, thì dự kiến thi công móng sẽ là móng đơn. Ở kia anh sẽ đập bỏ hết các hiện trạng phía trước của mặt tiền của căn nhà, là một cái chuồng câu, một hệ thống nhà vệ sinh và nhà hiện tại anh đang ở đây. Thì dự kiến các bạn sẽ định hình cho giúp tôi nhé. Thứ nhất là cái khung cảnh sân vườn quanh đây, anh đã bố trí tất cả các hệ thống cây xanh toàn bộ. Ở đây thì nếu mà xây một cái nhà vườn thì quá tuyệt vời, bởi vì là hệ thống cây xanh đã có sẵn. Hồ phía mặt trước ngôi nhà sẽ là một cái hồ. Anh sẽ dự kiến làm một cái hệ thống non bộ ở góc này. Đây, các bạn có thể ngắm lại một lần nữa cái mảnh đất hiện trạng của anh dự kiến xây dựng nhé. Đây, anh chủ chúng ta có dáng rất là cao bồi thưa các bạn. Đấy. Thì một ngôi nhà vườn mái Thái với diện tích dự kiến là khoảng 190 m², với một phòng khách, một phòng bếp và 5 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín, thì sẽ được xây dựng trên khuôn đất này. Không khí ở đấy rất là mát thưa các bạn. Một ngôi nhà vườn này sẽ rất là ấm cúng khi mà mọi người có thể về đây đoàn tụ. Rồi, đây là mẹ của anh Đăng. Vâng, tiếp tục mời các bạn theo dõi cái video bay flycam trên cao cũng như ngắm ngay quanh khung cảnh quanh đây, khung cảnh quanh dòng sông Hồng ở Cổ Lễ Nam Định. Chào các bạn nhé. Mời anh em ngắm cái bổ sung cái khuôn viên mà anh đang dự tính phục vụ cho căn nhà của mình. Đây thưa các bạn, tuyệt vời không? Táo, bưởi, cam, quýt, chuối, tùng. Ôi trời, đầy đủ loại cây thế các bạn. Đây, phía trước đây là một cái ao cá đã được quy hoạch sẵn này. Chỉ cần thả cần xuống là câu. Mít này, nhãn này, cây cảnh này. Ôi trời, tuyệt vời quá. Cái này một ngôi nhà mọc lên thì anh em tha hồ mà chiêm ngưỡng. Chuồng cu. Vâng. Không có gì để nói. Ước ao nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Chào các bạn nhé. Đây, tôi xin giới thiệu các bạn cái khảo sát chung hiện trạng của nhà Đăng ở Cổ Lễ Trực Ninh, Nam Định. Thì tôi hôm sau
trên cái mảnh đất hiện trạng của nhà anh Lăng, dự kiến xây nhà thì đang được thi công sẵn từ lâu. Mảnh đất này có một chiều là 12 một chiều 16 và đang được để trống. Hiện tại cái nền đất này là nền đất nguyên thổ, dự kiến anh sẽ trồng một ngôi nhà vườn trên đấy. Thì với cái mỏ đất nguyên thổ này dự kiến làm móng đất, thì đây khuôn viên đất nhà anh rất đẹp luôn. Xung quanh nhà được quy hoạch của sân vườn, thì bên đây là cũng có ao, bên cây trái cũng có ao, thì trước mặt này cũng có ao. Thì hiện tại thì khi mà tiến hành xây dựng đất thì anh sẽ tiến hành làm dỡ tất cả công trình liên quan. Đây là ở đây, đây là nhà thứ hai anh làm dỡ tốc độ. Thì kết cấu của nhà chính là một nhà vườn mái thái khoảng 200 m². Đây là nhà chính của nhà chính nam 358 độ bắc. Thành phụ là phố các cái mặt đường vào đây. Đây là con đường đi trong nội bộ của nhà anh nhé. Tiếp đến là cấp điện cấp nước thì sẽ cấp từ bên tay trái của công trình. Nước cũng nguyên tình trạng của mình. Sau khi khảo sát qua khảo sát hiện trạng, tôi đã đo lại kích thước của thi công của nhà anh Đăng, thì mời các bạn cùng tiến hành bộ bước thiết kế của anh Đăng nhé. Các bạn.